Kính thưa các bạn, tôi là Sơn Viết Nano đến từ công ty Store Detailing, chuyên phân phối mặt hàng máy đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơn của hãng Simac tại thị trường Việt Nam được 5 năm nay rồi. Thì ngày hôm nay thì sau quá trình mà dọn kho ra kho phụ tùng để mà thay thế những cái vật phẩm của máy đánh bóng Simac và những cái mặt hàng phụ tùng mới về, thì chúng tôi muốn show ra cho các bạn coi và những phụ tùng chính hãng của hãng Simac. Chúng tôi đang phân phối các dòng máy của Simac như là IX610, IX605 và EB801, EB803, có tất cả các phụ tùng liên quan tới cái máy ở đây và cả cái kho sau lưng của tôi ha. Và sau quá trình hoạt động được 5 năm rồi thì cái lượng mà thay thế phụ tùng thì nó rất là ít, và bây giờ là bắt đầu tới cái thời điểm là nếu như các bạn cảm thấy cái máy của mình nó bị trục trặc, bị rò rỉ hay là bị một cái sự cố hay nóng hay là những tốc độ dòng tua không ổn định, thì hãy liên hệ chúng tôi để bảo hành và thay thế những cái linh kiện chính hãng của Simac. Trên tay của tôi đây đang là những cái bản vẽ về cấu tạo cấu trúc của chi tiết máy Simac ha, bao gồm có máy 801 ha, những cái cấu trúc cấu tạo của nó nha. Rồi máy 803, chỉ tấm là 603 803 và 605 ha. Tất cả những cái chi tiết của nó thì chúng tôi đều có danh sách đầy đủ. Và cái phần mà sửa chữa hoặc thay thế này á, thì có một cái đội ngũ kỹ thuật riêng để làm và có thể là nói rõ hơn chi tiết và tính năng của từng cái phụ tùng. Nhưng bây giờ tôi chỉ giới thiệu sơ lược cho các bạn thấy những cái phụ tùng mà chúng tôi hiện đang có, còn về tính năng chi tiết của nó thì tôi sẽ làm cái clip khác để nói về chuyên sâu cho nó hơn. Bây giờ sẽ giới thiệu những cái phụ tùng của Simac. Ví dụ như cái dòng máy mà bán chạy nhất trong 3 năm vừa qua đó là cái máy EB801, thì nó có bao gồm, nó có cái phụ tùng chính của nó là cái này gọi là Nito hay Moto gì đó, nói chung là một cái đứng im trong cái máy và một cái trục để quay ha. Đó, đây là của máy 801 đó. Đó, đó là cái trục này, trục 801 đó. Còn đây là cái trục mà để quay nè, cái trục là để quay nè đó. Thì nó đó, nói chung là nó sẽ đúc như thế này đó. Chúng tôi đều có phụ tùng để thay thế đó. Còn ngoài ra có máy 610 cũng có cái những cái bộ phận đó, 610 ha, 605 đó, nó đều có y chang nhau. Đó, đây là cái bộ phận chính của cái trục máy nè đó, để thay thế đó. Rồi để quay cho mình đó. Ngoài ra một cái bộ phận khác mà nó thường hay bị hư do cái quá trình mà sử dụng cho những cái máy mà tăng chỉnh nó không đúng tốc độ và sử dụng lâu ngày quá nó bị lờn, đó là cái bộ phận chỉnh tốc độ. Và đây cũng là cái bộ phận mà đắt nhất trong cái máy đánh bóng của mình. Và chúng tôi có mỗi cái loại chỉnh tốc độ của mỗi loại máy nó phải khác nhau để điều chỉnh dòng điện. Thì nó bao gồm có chỉnh tốc độ của 801, chỉnh tốc độ của máy 803, chỉnh tốc độ của máy 610, chỉnh tốc độ của máy 605. Thì mình chỉ là đem lên một số mẫu thôi, sau lưng mình là cả kho, cả hùng ở trên lầu và đằng sau đó. Nên mình muốn cho các bạn thấy là những cái phụ tùng chính hãng thì chúng tôi đều có sự chuẩn bị sẵn để phục vụ cho các bạn ha. Và một cái bộ phận khác nữa, khi mà cái máy của mình hoạt động lâu ngày á, nó sẽ hết than thì nó kêu, nó có những cái tiếng kêu rò rỉ mà mình cứ tưởng là nó bị ở trục cốt hoặc là bị ở phi hoặc mặt đạn, nhưng mà nó chỉ là hết than thôi. Các bạn cứ mở ra trong cái máy nó có đi kèm theo một cái bộ than đó, thì cứ việc liên hệ chúng tôi. Thì ở đây chúng tôi có sẵn là than của 801, than của 605, than của 803 và than của 610 ha. Đó là những cái than để mà thay thế cho cái máy. Ngoài ra chúng tôi còn có những cái bộ phận khác liên quan tới cái bánh răng. Đó, bánh răng
Đây là bộ phận bánh răng của máy. Đó, rồi đây là tất cả đều là đồ chính hãng nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng. Đây là bánh răng của dòng EX610, bánh răng của 610. Rồi bánh răng của đây là bánh răng của 803. À, bánh răng của 803 thì nó nhỏ hơn. Tất cả là đồ chính hãng nên bạn thấy nó những cái chi tiết của nó rất là tinh xảo. Ha. Đó, đồ chính hãng hết. Rồi ngoài ra thì những khi mà mình thay những cái đó thì ảnh hưởng tới mạch điện, thì những cái kẹp điện nè, những cái bi nhốt cục nè, từng loại máy như 610, 605 rồi nè, thì chúng tôi đều có đủ. Thậm chí là những cái nhỏ nhất như là cái nẹp điện, những cái nẹp kẹp điện hoặc kẹp chỉnh cần số, chúng tôi đều có chuẩn bị đầy đủ chi tiết. Và những cái đế bằng nhôm để mở máy của 610, 605 chúng tôi vẫn có đủ. Ha. Rồi ngoài ra thì những cái linh tinh một cái loại nữa của máy DA đó là máy DA 610, 605 nó hay bị lỏng cái cốt của nó, do khi mà người đánh á, người ta tì cái máy á, ép máy nên nó bị lỏng cái trục cốt đó, thì chúng tôi cũng về một cái loại chính hãng không cần đóng lại và thay trực tiếp luôn. Đó là cái trục cốt của máy DA ha. Đó, đây là trục cốt của máy 605. Đó, khi mà đánh các bạn đạn quay đây nó sẽ bị lỏng cái lưng này và chúng ta sẽ thay cái trục cốt mới và không cần đóng lại 605 rồi 610 đầy đủ hết ha. Rồi và những cái chi tiết nhỏ nhất như là kẹp để thay than, lò xo hay là bi bạc đạn chúng tôi đều có đầy đủ hết. Và sau quá trình hoạt động 5 năm nay thì chúng tôi bắt đầu đẩy mạnh vào bảo hành, bảo trì, sửa chữa cho tất cả các loại máy xe máy mà các bạn đang hiện dùng, nên các bạn yên tâm. Và khi mà mua máy thì các bạn sẽ được bảo hành trong 1 năm, và sau hết 1 năm rồi thì những cái linh kiện thay thế phụ tùng chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn với một mức giá gọi là hỗ trợ cho khách hàng lâu dài. Mức giá rất là hỗ trợ nên các bạn cứ yên tâm, vừa được thay đồ chính hãng và một cái mức giá rất là hỗ trợ. Và đây là cũng là một những cái bộ phận mà hay bị giật răng nè, như là cái răng sống trong nè, mô men của thằng 610 nè. Đó, cái những cái này chúng tôi hay thay. Đó, hôm nay làm cái clip này gửi đến mọi người là để cho mọi người thấy là tất cả những phụ tùng chính hãng của máy xe máy thì chúng tôi luôn có sẵn. Nên các bạn cứ yên tâm, khi mà có cái sự cố hoặc là cái máy của mình nó có cái biểu hiện là không ổn định thì các bạn cứ liên hệ đến chúng tôi sẽ có những phụ tùng chính hãng để mà thay thế cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video clip này.